Xin chào bạn, chào mừng bạn quay lại kênh Car Passion. Và sau cái video clip mình giới thiệu chiếc xe Mitsubishi Triton thế hệ thứ 6 thì hôm nay bây giờ là tới một cái clip là mình được cầm lái và trải nghiệm rất là ngắn thôi, on road, off road. Thì off road thì lúc nãy là mình vừa được trải nghiệm với lại một tay đua huyền thoại mà đã hai lần đạt vô địch Dakar, bác Masuoki. Thì cái cảm xúc của mình thì bây giờ mời các bạn xem cái cảm xúc của mình lúc nãy. Đi một chiếc Triton mà các bạn được trải nghiệm trên cái đường này thì nó thật sự rất là phê luôn. Các bạn sẽ cảm nhận được hết tất cả những thứ mới mẻ của chiếc Triton, từ động cơ cho bắt đầu tới khung gầm, tới hệ thống treo, hệ thống lái. Rồi còn bây giờ thì tới tiết mục là mình sẽ được chạy on road với lại chiếc xe Triton thế hệ thứ 6. Thì bài đầu tiên là bài cảnh báo lệch làn. Thì cảnh báo lệch làn như các bạn biết thì Triton thế hệ thứ 6 chúng ta sẽ có được một cái hệ ADAS, cũng như là chúng ta có rất là nhiều những tính năng công nghệ. Trong đó thì sẽ có một cái hệ công nghệ gọi là MMSS, là Mitsubishi Motor Safety Sense. Rồi bây giờ chúng ta đến với đầu tiên, đó chính là cảnh báo lệch làn các bạn. Lệch làn thì các bạn đi tốc độ khoảng dừng 60 km/h. Rồi, đây bây giờ mình sẽ lên 60 km/h. Thì khi các bạn đi 60 km/h, và ví dụ như là các bạn mất tập trung một xíu, các bạn bên trái cái xe nó xỉa qua trái hoặc xỉa qua phải, thì lúc đó là vô lăng sẽ rung lên, có hình ảnh cảnh báo ngay trên màn hình phía sau vô lăng luôn. Đó, các bạn sẽ dễ dàng biết được rằng là ok, mình đang lệch làn, và các bạn sẽ chủ động điều hướng lại chiếc xe để các bạn thể đi một cái lộ trình an toàn nhất. Và tiếp theo là đến cái bài thứ hai. Thì bài thứ hai này là cái bài mà các bạn sẽ đi lái tăng tốc. Và tăng tốc thì đối với lại chiếc xe Triton thế hệ mới, chúng ta có được một cái động cơ mới. Động cơ bây giờ là 201 mã, mô men xoắn của chiếc xe này là lên tới 470 Nm, với cũng là một hộp số 6 cấp, nhưng đánh giá rất cao về hộp số 6 cấp của Triton nha, bởi vì hộp số này cực kỳ thông minh. Rồi bây giờ đi thôi. Đó, mình lên đến 80 luôn rồi đó, rất là nhanh. Và cái cảm giác khi mà các bạn đạp chiếc xe nó lao đi á, cũng sướng hơn rất là nhiều các bạn. Bởi vì bây giờ chúng ta là biturbo. Biturbo là chúng ta có được hai cái tăng áp, cho nên là cái việc mà các bạn rút từ cái dãy tốc độ thấp lên cao nó cũng sướng hơn rất là nhiều. Thêm một cái nữa thì công nghệ của Mitsubishi chúng ta sẽ có được là BVAC. Thì BVAC nó sẽ tối ưu được cái van biến thiên, nó sẽ giúp cho cái việc mà các bạn cải thiện về mô hình xoắn, nó giúp cho cái cảm xúc khi các bạn lái chiếc xe rất là đã. Rồi tiếp nữa là đến với lại bài quay đầu. Và quay đầu thì các bạn sẽ bấm camera 360 độ lên, rồi chuyển sang chế độ 4H. Và bây giờ đi thôi. Hết lái luôn rồi. Hết lái. Rồi và với Triton thì chúng ta sẽ có được một cái bán kính quay đầu là khoảng chừng là 6,2m. Chính xác là 6,2m luôn á. Thì các bạn ấy à. Mới dính. Cái mới dính là do mình lái đó, chứ không phải là do cái xe nó không qua được đâu. Do mình ôm sát quá. Rồi thì với một chiếc xe bây giờ chúng ta đang có chiều dài cơ sở nó khá là dài. Bây giờ chúng ta đã tăng 130mm lên tổng con số đó là 3130mm. Thì cái chiều dài cơ sở nó dài hơn, đồng nghĩa với việc là các bạn nghĩ rằng chiếc xe này sẽ khó lái hơn, nhưng không. Các bạn cầm lái Triton sẽ rất là đơn giản. Đi qua cái đường có gờ giảm tốc. Thì tốc độ ở đây đang hiển thị là khoảng chừng 20 km/h. Thì đó, các bạn đang nhìn thấy mình đang đi qua nè đó. Và khi đi qua đây thì các bạn sẽ cảm nhận được là cái hệ thống treo cũng như là hệ thống khung gầm mới của Triton được cải thiện rất là rõ rệt, khá là mềm các bạn. Với lại một phần nó chắc do cái ghế êm á,
ghế êm, cho nên là các bạn ngồi các bạn thấy rất là thoải mái, và cái tư thế ngồi của ghế cũng làm cho các bạn cũng thoải mái hơn rất nhiều. Đầu tiên là cái hông các bạn được làm tốt hơn. Rồi bây giờ là đến bài thi test bằng lái. Chúng ta đến với bài đổ xe. Đối với một chiếc xe có chiều dài tổng là lên đến là 5.300 hơn một xíu, thì bây giờ cái việc mà các bạn đánh lái chui vô, nhất là cặp hông như thế này nè, thì sẽ là một điểm rất là khó, đúng không? Nhưng mà với Triton thì mọi thứ rất là đơn giản. Bây giờ các bạn có cam 360, hy vọng là mình sẽ vô được nha. Ý da da, ý da da. Hồi xưa mà lúc mà mình đi Triton thế hệ đời cũ á, là mình thật sự mình rất là khó để mình chui cái đầu mình vô luôn các bạn. Nên là mỗi khi mà mình đi xe này á, đi những xe cao á, là mình sẽ thường hay móc cái đầu ra ngoài một xíu. Nhưng mà đối với lại xe mà có 360 độ thì mọi thứ nó sẽ dễ hơn rất là nhiều. Rồi, xong bài, bây giờ đi ra thôi. À, bây giờ là chúng ta sẽ đến với lại cái đường slalom. Slalom với giải tốc độ là 40 cây số trên giờ. Rồi, slalom xuống xíu. Rồi, 40, vô. Ồ, đánh lái với chiếc xe này thật sự rất là sướng nha. Và hệ thống treo làm việc cực kỳ tốt luôn các bạn. Chiếc xe chúng ta không có bị tình trạng mà nó bị bật, mà cảm giác nó bị bồng bềnh á. Mình thấy là triệt tiêu rất là tốt luôn. Có thể là do là hệ thống nhiếp ở phía sau cũng đã được cải tiến. Rồi xong bắt đầu tới cái trụ chịu lực á, cũng được nâng cấp. Rồi cái lò xo phía trước cũng như là thanh cân bằng được tăng lên. Thì mình nhớ là như thanh cân bằng là tăng được khoảng chừng là 2mm, nó dày hơn một xíu. Rồi phục trước cũng được thay đổi càng e, rồi chúng ta sẽ có phục trước ngon hơn. Một cái bài nữa là chúng ta thử cái Adaptive Cruise Control. Đó, bây giờ giả định trước mặt chúng ta đang có một chiếc xe. Rồi và chiếc xe này sẽ chạy, mà mình cũng sẽ chạy. Thì các bạn có thể kích hoạt tính năng này khi mà xe chạy ở tốc độ khoảng chừng là trên 25 cây số trên giờ. Bây giờ 36 nè, dí nè, đến nữa 62. Đó, mình đang đi 62. Để coi coi xe trước đi như thế nào. Và các bạn lưu ý nha, khi mà chiếc xe chúng ta đi tới dưới cái tốc độ mà 25 km/h là các bạn phải tự đạp thắng nha, chứ còn xe nó sẽ không hỗ trợ đạp thắng cái chuyện đó đâu. Đó, chiếc xe trước giảm tốc độ còn 40, là xe này cũng giảm tốc độ xuống 40. Và giờ đang giữ mức 30 nè, chiếc xe tăng tốc, xe mình cũng tăng tốc. Đó, đây là những cái tính năng rất là tốt khi mà các bạn cầm lái một chiếc xe, và các bạn sẽ dễ dàng lấy, nói chung là các bạn sẽ có một cái tâm trạng thoải mái hơn khi các bạn vận hành một chiếc xe. Thì như mình có giới thiệu với các bạn từ ban đầu, thì với cái mức giá của chiếc Triton thì các bạn sẽ phải bỏ ra là 924 triệu thì các bạn sẽ nhận được gì từ chiếc xe này? Thì đầu tiên là các bạn sẽ nhận được rất nhiều những sự thay đổi từ ngoại thất, nội thất, tới động cơ, tới sức mạnh, cho tới cái cảm xúc khi các bạn ngồi trên chiếc xe này luôn. Và bây giờ chúng ta đã xịn hơn rất là nhiều các bạn. Chúng ta có quá nhiều những cái công nghệ để hỗ trợ khi em lái, từ là cảnh báo lệch làn nè, rồi chúng ta có luôn cả là Adaptive Cruise Control, rồi các bạn sẽ có luôn là cảnh báo điểm mù hai bên, rồi các bạn lại tiếp tục có luôn camera 360 độ. Nói chung tất tần tật những cái gì mà liên quan tới công nghệ an toàn đều đã được bố trí trên chiếc xe Triton thế hệ mới. Và đó là một trong những cái điểm mà mình thấy rất là ok và rất là tốt dành cho những bạn nào yêu thích Triton, hay là những bạn nào đang mong muốn tìm kiếm một chiếc xe bán tải đến từ Nhật Bản. Nói về với cái cảm xúc khi mà được cầm lái cái vô lăng của chiếc xe này đi. Thì đầu tiên là chúng ta có được một cái vô lăng nó gọn lắm các bạn. Siêu gọn luôn. Cái gọn này có nghĩa rằng là cái gọn từ cái tiết diện khi các bạn cầm nắm á, nó giúp cho cái việc mà các bạn dễ dàng kiểm soát chiếc xe hơn là một. Thứ hai nữa rằng là hệ thống lái là hệ thống trợ lực điện. Cho nên là cái việc mà các bạn có thể quay đầu, hay là các bạn chạy trong những cái khu đô thị, hay là các bạn cần phải vào những cái hẻm nhỏ hay là những hẻm ba sẹt á, chặt ra chặt vào, thì các bạn vẫn có thể quay đầu đi ra một cách rất là dễ dàng. Và chúng ta đang có được một chiếc Triton với cái chiều dài cơ sở khá là lớn, nó lên đến là 3130mm. Ngày trước thì Triton được xem là một trong những cái mẫu xe mà khá là nhỏ con trong cái phân khúc xe bán tải. Tuy nhiên bây giờ thì đã đô con hơn rất là nhiều rồi. Bự từ bề ngang cho tới là chiều cao, cho tới luôn cả cái chiều dài của chiếc xe. Thì một chiếc xe nó dài vậy thì thật sự điều khiển nó khó hay không? Thật sự rất là dễ điều khiển luôn. Cảm giác khi mà các bạn đang lái một chiếc xe nó dài 5m3, 60
nhưng mà các bạn rất là dễ kiểm soát. Là đầu tiên là bởi vì là chúng ta sẽ có được cái tầm quan sát tốt hơn rất nhiều. Thứ hai là cái cột A cũng gọn nè. Cái thứ ba là gương chiếu hậu vẫn luôn luôn rất là lớn. Thứ tư là tất cả những cái chi tiết các bạn có thể điều khiển ở bên này hay là các bạn có thể điều khiển bên đây, rồi tới vô lăng, màn hình, tất cả mọi thứ các bạn đều rất là dễ thao tác. Và thao tác của các bạn cũng thực sự đó, điểm sai nhất của mình nè. Các bạn thấy không? Các bạn làm bất cứ một việc gì trên xe cũng rất là dễ. Đó là một cái điểm mà mình thấy rất là tốt khi mà các bạn lựa chọn một chiếc xe Triton. Rồi nói về hộp số một chiếc xe 6 cấp thì hộp số 6 cấp này á, đối với mình thì mình nghĩ là đã đủ rồi các bạn. Bởi vì các bạn sẽ có được một cái sức mạnh khi mà các bạn cần để tăng tốc hay là các bạn cần để tải nặng. Các bạn đừng có nghĩ rằng là một hộp số nhiều cấp nó mới là ngon. Thật ra cái hộp số ngon hay không ngon nằm ở chuyện nó thông minh hay không thông minh các bạn. Khi mà mình đang cầm lái chiếc xe này, mình đang chạy với tốc độ chậm nhưng mà chiếc xe vẫn luôn trong một cái trạng thái là đang chờ sẵn. Mình không cần tới lẫy số, và thật ra hồi trước cái phiên bản trước là chúng ta có lẫy số. Nhưng mà chắc cái tỷ lệ mà mình bấm cái lẫy số đó chắc được mấy lần, 2-3 lần, nhất là khi mà chỉ có cái đợt nhiều nhất mình bấm là lúc đó mình đang dẫn cái đoàn siêu xe để đi lên Đà Lạt chơi á. Lúc đó là cần đi nhanh, cần phải làm đủ kiểu cho nên là mới phải chơi tới lẫy số. Còn lại thì hộp số Triton đã thừa sức để giải quyết được tất cả mọi thứ của các bạn đang cần rồi. Và thêm một điểm nữa là đối với lại Triton thế hệ mới, chúng ta có tới 7 cái chế độ lái rồi các bạn. Và 7 cái chế độ lái nó giúp cho cái việc mà các bạn có thể kiểm soát chiếc xe dễ hơn. Đồng thời thì cái việc mà các bạn cầm lái chiếc xe nó cũng dễ dàng hơn, và cái cảm xúc khi các bạn đi xe nó cũng thoải mái hơn rất là nhiều. Lúc nãy thì được ngồi với lại bác tay đua thì công nhận đúng là bác là tay đua, cho nên là bác chạy trong mấy cái đường mà đường bùn, mà các bạn cứ tưởng tượng đường bùn mà còn thêm nước nữa, nó giống như cái kiểu mà cái nồi cháo á. Trời ơi, nó sàn qua sàn lại. Cái đợt mà tụi mình làm cái chuyến hành trình rally về miền Tây thì tụi mình cũng chạy cặp theo bừng bờ kênh, thì cũng gặp tình trạng như vậy, mà lúc đó là mình không dám lái. Tại vì lúc đó là chiếc xe nó quăng đuôi rồi các bạn. Quăng lại, à không, đó là chiếc xe khác nha, chứ không phải chiếc xe này nha. Cái cảm xúc mà mình rất là sợ, nhưng lúc nãy mình được ngồi trên Triton thế hệ mới á, trời ơi, cảm giác nó đã lắm. Cũng là bị quăng đuôi, nhưng mà quăng đuôi nó lạ lắm kìa. Quăng đuôi nhưng mà cái kiểm soát của xe lại thật sự rất là tốt. Wow, đã quá. Tức là khi các bạn vừa cảm giác là chiếc xe chúng ta đang mất lái ở phía đuôi, là tự động tất cả những cái công nghệ xe sẽ can thiệp và giúp xe thẳng lại và tiếp tục đi về phía trước. Đó là một cái điểm mình thấy thật sự rất là tốt dành cho những anh em nào đam mê off-road, hay là những anh em nào thích cảm giác mà đi trải nghiệm khám phá tất cả mọi nơi, thì mình nghĩ rằng là Triton với thế hệ mới này là một trong những cái món rất là hời và rất là ngon dành cho anh em. Rồi, và tổng kết lại thì với cái mức giá 925 triệu cho phiên bản cao nhất và cái phiên bản thấp nhất là 655 triệu thì các bạn nghĩ sao về mức giá này của Triton? Và mình hy vọng rằng là mình sẽ sớm được cầm lái chiếc xe này để trải nghiệm một cái hành trình nó xa hơn. Và chắc là mình sẽ leo rừng, leo suối này kia với chiếc Triton. Bởi vì đi Triton mà các bạn chạy phố thì nó cũng hơi sai sai. Nhưng mà tới thời điểm bây giờ, Triton là một chiếc xe có thể chạy phố, uống cà phê được rồi các bạn. Lái xe Triton bây giờ sướng lắm, rất là nhàn, rất là khỏe. Và với cái động cơ mới, với cái công suất là 201 mã lực thì mình thấy nó đã quá dư để các bạn có thể làm được đủ thứ kiểu và đủ thứ trò với nó rồi. Rồi, cảm ơn bạn xem video clip và nhớ like, subscribe kênh Car Passion, như theo dõi mình trong các video tiếp theo. Bye bye.